Sắc ướp nam giới là Senedjem, một quan chức Ai Cập khi còn sống có nhiệm vụ giám sát các công nhân xây dựng các lăng mộ ở thung lũng của các vị vua dưới thời Pharaoh Seti I và Ramses II, vương triều thứ 19 thế kỷ 13 đến 12 trước công nguyên. Sắc ướp Senedjem được tìm thấy tại nghĩa trang Deir al-Medina ở Luxor vào năm 1886 cùng với vợ, 20 người họ hàng khác và nhiều hiện vật giá trị. Những quan tài và sắc ướp này trước đây được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập ở Tahrir, trước khi chuyển đến Bảo tàng Văn minh Ai Cập mới khai trương vào năm 2017. Giới chức Ai Cập đã cho mở các quan tài chứa sắc ướp này để phục vụ công tác phục chế, bảo quản, cũng như giúp tìm hiểu thêm về con người Ai Cập trong giai đoạn vương triều thứ 19. Sắc ướp Senedjem ngay sau khi được lấy ra từ quan tài, được đặt trong khoang vô trùng để các nhà khoa học kiểm tra xem có côn trùng hay sinh vật nào bên trong hay không. Dự kiến khi Đại Bảo tàng Ai Cập mở cửa vào cuối năm 2020, những cổ vật giá trị này sẽ được chuyển đến đây cùng hàng loạt cổ vật giá trị khác bao gồm cả chiếc quách mạ vàng của vua Tutankhamun.